Sự thật ê chề về nguồn gốc 1.000 chai dầu trẻ em nghi đít đi tàng trữ phục vụ cho tội ác ỉnh ục. Thương hiệu bán lẻ hàng đầu nước Mỹ hứng chỉ trích dữ dội sau khi bị nhắc tên trong vụ án ỉnh ục rúng động toàn cầu của đít đi. Một trong những tình tiết chấn động nhất trong vụ án ỉnh ục của đít đi là việc trong nhà nam rapper tai tiếng này cất trữ đến 1.000 chai dầu trẻ em. Giải thích lý do đít đi mua số lượng lớn dầu trẻ em, luật sư Mark Agnifilo cho biết thân chủ của ông giàu và có một ngôi nhà lớn nên đã mua xỉ hàng từ công ty buôn bán hàng hóa hàng đầu nước Mỹ. Thương hiệu bán lẻ được Mark Agnifilo đề cập cung cấp hàng nghìn chai dầu trẻ em cho đít đi là Costco. Ngay lập tức, Costco hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng vì đã cho là tiếp tay cho tội ác ỉnh ục của ông trùm hip hop. Sau khi vướng lùm xùm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, phía Costco lập tức lên tiếng bác bỏ và cho biết phát ngôn của luật sư Mark Agnifilo là không đúng sự thật. Không có chi nhánh nào của công ty chúng tôi tại Mỹ bán mặt hàng dầu trẻ em này cả. Người đại diện của Costco bức xúc phản pháo thông tin đít đi đã mua hơn 1.000 chai dầu trẻ em tại cửa hàng của họ trên tờ TMZ. Phản hồi của Costco càng khiến công chúng thêm phẫn nộ về những phát biểu sai sự thật từ phía đít đi. Những chia sẻ vòng vo dối trá của luật sư bị bóc mẽ một cách ê chề, khiến câu chuyện xoay quanh 1.000 chai dầu trẻ em lại trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Trong cuộc đột kích khám xét nhà riêng của đít đi vào tháng 3, cảnh sát đã tìm thấy 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn. Mục đích sử dụng hàng nghìn chai dầu của đít đi gây bàn tán. Các công tố viên cho rằng dầu này được sử dụng trong các bữa tiệc ỉnh ục nhằm khiến nạn nhân không thể phản kháng, bỏ chạy bằng cách đổ đầy ra sàn. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng đít đi sử dụng lượng lớn dầu em bé cho hành vi lạm dụng, tấn công ỉnh ục nạn nhân. Ngày 26 tháng 9, Mark Agnifilo, luật sư của đít đi, đã lên tiếng giải thích lý do vì sao nam ca sĩ nhạc rap lại cất trữ 1.000 chai dầu em bé trong nhà của mình. Tôi không biết con số 1.000 từ đâu ra. Tôi không thể tưởng tượng có đến hàng nghìn chai dầu. Tôi không chắc rằng những chai dầu em bé đó có liên quan đến vụ án của anh ấy hay không, luật sư Mark Agnifilo nói với tờ TMZ. Sau khi được cho biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư nói, tôi đoán vậy. Tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu. Nhưng tôi nghĩ rằng Diddy có một căn nhà lớn và việc anh ấy mua lượng lớn hàng hóa từ các công ty buôn bán lẻ, điển hình là Costco cũng không có gì lạ. Lời giải thích của luật sư Mark Agnifilo được cho là không thuyết phục, cố viện ra một cái cớ hợp lý cho tội ác đằng sau của thân chủ. Diddy bị bắt ở New York, Mỹ vào ngày 16 tháng 9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về ỉnh ục, mại dâm, tống tiền, nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17 tháng 9. Trước đó, Cassie Ventura, tình cũ của Diddy, đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần. Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của kẻ săn mồi ỉnh ục này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc freak họp, tụ tập ỉnh ục, sử dụng mai tóe. Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành. Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa các hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện,